chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo động lực cho mình quay những video tiếp theo cho bà con. Thì tiếp đến với cái video này á, thì mình quay về cái kỹ thuật mà cưa mùn, cưa cây gòn á. Và với cái vườn gòn này thì đồng tiêu nó không có được phát triển nữa, nên hôm nay mình cưa hết, cưa còn 2,5 m á. Trộn nào đồng tiêu mình để lại, còn trộn nào ở ngoái thì mình cưa 2,5 m hết. Và mình tiến hành bắt đầu trồng chanh dây xen vô lại luôn, thì kết hợp được cái trộn này thì mình trồng chanh dây vô thì nó lợi, không có tốn tiền trộn, tốn tiền kẽm thôi. Thì một xào thì tương đương tầm khoảng cỡ 2 triệu tiền kẽm á. Thì với clip này bà con xem về mình cưa cái kỹ thuật cưa mùa, thì cưa gòn với nhau. Thì đầu tiên thì bà con cần có hai người thôi, một cái kéo để kéo cho cái mùn nó ngã về hướng nào, và một cái cưa thì ở mình thì cưa lắp, cưa nhỏ thôi, cưa để cưa cành thì tầm khoảng cỡ 5 kg thôi, nhẹ cưa rất là nhanh. Thì để cưa cho tiện lợi thì bà con cưa về cái hướng mình muốn ngã, chúng ta cưa vào khoảng cỡ 1 đến 2 ly thôi. Khi mà cưa xong á, chúng ta sẽ cưa cái bên cái hướng mà đối diện á, hướng mà để cho nó ngã, chúng ta cưa hướng đó thì sẽ làm cho cái cây nó ngã theo mong muốn của mình. Ở dưới sẽ đầu kéo thôi, kéo theo hướng cây nó đổ để chống ảnh hưởng đến bơ bút. Thì cái cây vườn này mình cũng trồng bơ bút sen nữa đó, bà con xem gòn to và đều đẹp như con nhìn xem á, trụ nào cũng lớn hết á. Bên đây là đám trồng chanh dây, trong buổi trước mình quay cho bà con thì hôm nay mình sẽ trồng sen qua bên này luôn đó. Xung quanh là bơ bút dưa tiêu á, mà tiêu nói chung là mình trồng nó không được năng suất quá nên nhiều trụ mình thấy cũng tiếc quá, nhưng người đẻ thì không được gì nên tôi tiến hành cưa hết cho rồi. Thì qua clip cũng như tất cả các clip khác á, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để mình có những cái động lực quay những cái video tiếp theo về nông nghiệp cho bà con xem. Thì những cái clip này mình quay hoàn toàn là những clip hoặc thật cho bà con xem. Thì bà con này có nhu cầu kia, bà con khác có nhu cầu khác, mỗi người có một cái nhu cầu riêng. Thì cũng giống như cái việc trồng tiêu mà bà con nó bám trụ gòn mà chết hết á, giờ bà con cưa, thì hôm nay mình cũng rơi vào trường hợp đó nên mình cưa cho bà con xem. Nếu ai có cùng cái hướng với mình đó, thì áp dụng vào cái này mình trồng chanh dây luôn. Thì vài bữa mình sẽ quay cho bà con xem bên cái kỹ thuật mình dành cái dàn chanh dây trên cái trụ gòn mình cưa này đó, bà con xem mình cưa rất là đẹp, cưa ngã bình thường gòn ngày trước mình cũng 35 ngàn một cây, trồng mới 3 năm nó to cái này rồi. Mình cũng không bào luôn thì nguyên hết nó chết hết. Thì cái việc cưa hạ gòn này thì nó cũng đơn giản, bà con nhìn sơ qua thì chúng ta cũng cưa được, nói chung mà cũng không có tỉ mỉ và khó khăn mấy. Chỉ quan trọng ở cái khâu giai đoạn là bà con cưa theo đúng cái hướng mình ngã đó, cưa nhỏ ngắn cái toàn 1-2 ly thôi, không cưa sâu quá. Nếu cưa sâu quá là nó kẹt lưỡi lam của mấy cưa, chúng ta sẽ rút ra không có được, thì nó sẽ làm cho bà con thất thường ở chỗ điểm này đó. Còn khi mà móc lên, chúng ta móc cao lên tầm khoảng 3 m đi, thì chúng ta cưa 2,5 m thì còn 5 m chúng ta kéo ra nó tiện, nó sẽ không bị tước gòn, cưa sẽ không bị tước gốc. Đó là con xem mình tiến hành cưa thì không bị tước, còn chúng ta cưa sơ sơ á bị tước gòn. Nếu mà gòn cái trụ tiêu sẽ làm cho trụ tiêu nó tước theo luôn, có thể bị giật trụ tiêu và gãy trụ tiêu. Bà cưa bình thường hiện nay thì cái việc cưa lam thì nó cũng có tiện lợi cho bà con ở điểm mà cưa sắt tay nó nhẹ, chứ hồi xưa chúng ta toàn cưa bằng tay hết. Thì nếu mà cưa bằng tay thì ngày chúng ta cưa tầm khoảng cỡ vài cậu và không nhiều, còn cái máy này nha, nên chúng ta cầm lên mình giật máy nổ nhẹ. Thì cái trụ này mình cũng áp dụng luôn là mình trồng ở đám tiêu khác, mình trồng thay trụ sống luôn á. Thì nếu mà trồng trụ sống được, chúng ta tiến hành gọt cái đầu của trụ tiêu thì nó sẽ sống thôi. Nó mình sáng giờ máy được nhiều rồi thì còn khoảng có 3 hàng nữa ra máy. Lần nữa xin bà con đăng ký kênh, chia sẻ video này. Thì mình cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi những clip mình quay về cái nông nghiệp ở Đắk Lắk, Buôn Hồ. Thì xin cảm ơn bà con đã theo dõi.
sống không?